Xin chào quý vị các bạn, chúng ta đến buổi giới thiệu sản phẩm Nokia N82 đến từ Alophone Việt Nam. Đây là sản phẩm mới ra mắt được Alophone nhập về. Cái này là hàng cũ và thay vỏ lại mới các bạn nha. Cái này các bạn nhìn thấy là cái thẻ bảo hành có luôn luôn có trong hộp hàng. Mình sẽ bỏ cái thẻ bảo hành và để các bạn nhìn thấy cái địa chỉ là website và nơi làm việc alophone.vn và địa chỉ là 304/4A Trường Chinh. Các bạn có thể đến cửa hàng để xem hàng và thử máy nhé. Mình đang nhìn thấy cái sản phẩm nó là có phiên bản màu trắng và màu đen. Mình sẽ cầm một cái máy màu đen cho các bạn xem thấy. Cái màu đen của nó rất là bóng, cái mặt kính của nó giống như kiểu là mặt kính sapphire, nhưng thực tế cái này là mặt kính đã thay thế rồi nha. Cái này là sản phẩm được thay thế hoàn toàn mới luôn. Vỏ biết là thay với bàn phím cũng vậy luôn. Nên là mình cái giấy bên trong email các bạn không thể nào trùng được. Nếu mà bạn nào muốn quan tâm đến cái email ấy, thì mình có thể là sao thăng 06 là ra cái email để mình check trên Nokia nhé. Ở đây chúng ta có một cái nút bấm để mở cái nắp lưng ra. Mình sẽ mở cái nắp lưng này ra để cho các bạn xem cái lá đồng bên trong đó. Đây là cái viên pin 6MT nha các bạn nha. Pin này ở bên Alophone thì bán tầm 150-200 nghìn. Các bạn mua bên ngoài thì người ta sẽ cho một viên pin nó rẻ tiền thôi, tầm 20-30 nghìn gì đó. Nhưng mà pin nó xài rất là dở, chỉ xài được một ngày thôi nha. Mình thì không có tiếc gì mà lợi nhuận cả, nhưng mà mình sẽ đặt cái khách hàng sử dụng tầm nửa tiếng hay một tiếng hết pin, rất là ức chế. Và khi bảo hành qua mua online thì rất là phức tạp. Mình nhìn thấy cái lá đồng bên trong nó rất là vàng, các bạn nhìn thấy quan sát rất là kỹ nhá. Lá đồng này không phải là nhuộm lên bằng có, cái này là lá đồng ngày xưa. Chất lượng nó rất là tốt, nên là cái hàng ngày xưa thì nó là không thể nào mà chơi được. Phải kể về mẫu mã và cái chất lượng bên trong. Các bạn nhìn thấy cái camera của nó là camera của nó là 5 megapixel, có đèn flash, gạt qua một bên là sẽ sáng nha. Mình sẽ kiểm tra cái phần bên trong của nó. Cái này thì mình sẽ thấy một cái bên hông của nó là một cái khe cắm thẻ nhớ bên hông và một cái chép dữ liệu và chép nhạc vào đây. Ngày xưa người ta không có đồ đọc thẻ như bây giờ nên người ta chép nhạc vào trong cái cổng u này. Sạc của nó truyền thống là sạc chân kim rồi, các bạn nhìn thấy đây là micro, loa ngoài, chụp ảnh, xem phim và tăng giảm âm lượng. Loa ngoài của nó hai bên đầu máy và cuối máy đây nó hai cái loa. Đây là tai nghe 3.5 nút nguồn. Mình mở khóa cái máy này lên, các bạn nhìn thấy cái giao diện của nó như các bạn nhìn thấy giao diện của nó hơi tối tại vì pin của mình đang bị hết pin nha. Cái này thì nó có nút menu ở đây, các bạn thấy cái giao diện của nó thì giống như ngày xưa thôi, rất là dễ xài. Mình có những cái nút giống như cả là mình đang dùng những ứng dụng nào thì có nút một nút nhỏ nhỏ màu trắng ở đây, các bạn nhìn thấy mình bấm vào nó sẽ hiển thị tất cả mọi cái gì mình đang dùng ở đây, rất là đẹp đó. Mình có thể vào nghe đây cái loa ngoài và camera trước. Mình thử gọi qua cái máy này xem cái chế độ rung và của nó như thế nào. Mình sẽ gọi qua cho các bạn xem nha. Đó, cái loa của Nokia thì không thể nào khác biệt được. Rất là khác biệt. Đó, loa nghe rất là to và ấm. Các bạn thấy hai cái loa ngoài của nó phát ra đây. Cái âm thanh của Nokia nó phát ra thì rất là to và rõ. Các bạn thấy bấm loa ngoài đây. Alo. Đó, các bạn thử nghe loa ngoài bên này nhé. Các bạn thể lên website Alophone để đặt hàng và theo bấm theo dõi kênh YouTube của mình để có thể quan tâm về nhiều sản phẩm hơn. Mình sẽ tìm một sản phẩm ưng ý, ngày nào mình cũng sẽ cho nhiều sản phẩm nên các bạn bấm theo dõi vào đây nhé. Các bạn thể lên trang website là alophone.vn để đặt hàng với mình nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.